tóm tắt phần trước tất cả con người trên trái đất bỗng dừng hóa thành đá sau hàng nghìn năm một nam sinh trung học tên sen cư thoát khỏi lớp đá và sau những diễn biến xảy ra trong video kỳ trước sen cư đã kẹt trong một cái hố với magma và chrome đang cố đổ nước vào để giúp họ thoát ra nước bắt đầu đầy hơn nhưng có vẻ sen cư không trụ được đến lúc đó sau một hồi ngẫm nghĩ magma quyết định sẽ đẩy sen cư lên trước hắn đã chọn đứng về phe cậu cả nhóm sau khi thoát ra thì tìm thấy một mỏ quặng lớn có đủ loại khoáng vật do địa chất nơi đây có mạch nước sôi nên trong đá vôi có lẫn nhiều loại khoáng vật khác nhau và đó được gọi là mỏ scorn nhờ có sức mạnh của magma mà cả bọn đã khai thác được mỏ này đến giờ senku mới nói rằng cậu biết thừa lúc nãy magma đẩy cậu là vì thấy đá dưới chân cậu nứt và lo rằng cậu sẽ rơi xuống nghe xong chrome vội đi xin lỗi magma vì đã hiểu lầm sau khi khai thác xong magma trói senku lại và vác cậu bỏ chạy what the fuck đấy có phải là bắt cóc không hay là làng ishigami đem senku giao nộp không <laughs> đây thực chất chính là kế hoạch của cả làng để tặng cho Sen cư một đài quan sát kính viễn vọng làm quà sinh nhật. Mới ý tưởng này là từ Gen mà ra, nhưng như thế là chưa đủ. Để cho trưởng làng nương tay không bóc lột con dân nữa, họ tiếp tục tinh chế các khoáng sản để làm ra loại dây tóc hoàn hảo. Magma từ đây cũng chăm chỉ đến lạ thường, dù mồm không thừa nhận nhưng hắn cũng đã là một thành viên của vương quốc khoa học để chế ra dây tóc họ nghiền nhỏ đá chứa quặng rồi tẩm ướp thêm mấy gia vị hóa học vào biến nó thành một thứ tựa như kem đánh răng rồi loại bỏ tạp chất bên trong bằng hydro thông qua quá trình nung trong thủy tinh với nhiệt độ tối thiểu 1000 độ C. Càng nung với nhiệt độ cao thì Wolfram càng trâu. Vấn đề bây giờ là loại thủy tinh nào có thể chịu được mức nhiệt độ 1 k độ đây? Vì thời gian không còn nhiều và bằng tất cả sự tin tưởng, Senku giao lại nhiệm vụ này cho Chrome. Còn cậu đi xử lý mớ kem đánh răng kia. Chrome tuy hơi hoang mang, nhưng cậu vẫn nhận job và cố hết sức chạy deadline. Thấy lũ trẻ hàng say sáng tạo, lão Kaseki đâm có chút ghen tị, vì từ xưa lão vốn luôn phải làm mọi thứ một mình. Ai ai trong làng cũng muốn làm chiến binh, chả ai chia sẻ ước mơ nghệ nhân của lão. Chrome bảo nhưng ông là bạn của bọn con cơ mà Bạn già hơn tí vẫn là bạn Thế là lão Kaseki xúc động vờ lờ Và phụ giúp Chrome hoàn thành công việc về phía sen cư Thì Gen cũng bị lôi vào luôn vì chắc cậu cũng biết tí về khoa học Công việc của Gen rất đơn giản Chỉ cần đun sôi lam ngọc trong natri hydroxide rồi kết tinh trong hỗn hợp gồm vỏ sò, axit chlorhydric và ammoniac Cuối cùng là nấu nó lên rồi trộn với mật ong là xong Thực ra nghe khó phết Nhưng nhờ thế mà Senku đã có được thứ kem đánh răng mong muốn Bên Chrome và Kaseki thì họ vẫn đang vận dụng hết mọi thứ họ biết Để tạo ra hệ thống lò nung nhiệt độ siêu cao Tuy hơi công kênh nhưng mà cũng được tiến trình tạo dây tóc wolfram bắt đầu bước đầu là loại bỏ tạp chất trong kem đánh răng đặc biệt bằng cách sử dụng biện pháp cho điện đi qua nước để tách hydro và oxy rồi sử dụng hydro thu được cộng với môi trường nhiệt độ cao thế là họ sẽ thu được thứ wolfram chịu nhiệt tốt nhất hành tinh thiết bị tiếp theo cần phải có là một số đồ thủy tinh phức tạp mà lão Kaseki có khi cũng khó lắm mới làm được thứ Senku muốn là máy bơm Hickman một công cụ bơm chân không siêu cấp Vipro nhưng lão Kaseki không ngán lão nhận job luôn nhiệm vụ tiếp theo mà Senku đề ra là tạo nhựa Nhựa đúng ra là làm từ xăng dầu nhưng Senku đã tìm ra công thức theo lối khác. Bước đầu chỉ cần cho dung dịch cây được đun nóng và đun sôi nó lên bonus thêm đồng cực nóng vào. Hết đun nóng lại đun sôi các thứ khiến não Chrome không lốt kịp. Senku bèn giải thích cho cậu bản chất của việc này. Tóm lại chỉ là cộng trừ thêm bớt mà thôi. Và cứ như thế, Senku đã chế ra formalin, dung dịch sử dụng để bảo quản xác. Giờ chỉ cần lấy mớ than cháy dở cho tác dụng với natri hydroxit và formalin. Vừa mới xong việc bước ra ngoài thì Senku thấy những người đan sợi vàng đang tê cóng vì lạnh. Cậu lại vội nhờ đám Chrome Kohaku, Magma và hai anh em nhà Kinro Ginro đi lấy than, còn mình trở về cùng cựu trưởng làng tạo ra một lò sưởi trong nhà, vừa sưởi ấm vừa hâm nóng thức ăn cho mọi người. Sau khi đọc bản thiết kế tạo điện thoại, Gen thấy thắc mắc vì ống chân không cũng cần pin và loại pin ấy lại còn là pin mangan. Muốn biết pin mangan là gì thì cứ bắt tay vào mà làm. Công đoạn thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần lấy một ít kẽm đặt giữa lớp bọc ngoài mangan rồi đặt than thỏi lên trên là xong. Gen đang hí hửng vì nghĩ nó đơn giản vãi. Thì Senku ghé tai thì thầm bảo là thêm 800 cái nữa nha khiến cho nụ cười cũng bỏ cậu mà đi. Để tạo ra điện thoại thì chắc chắn phải có micro và nó có thể được tạo ra từ những hạt màu hồng trên nắp bình rượu cho vào chung với rong biển rồi nấu lên hòa tan cùng với nước nóng. Thứ chất rắn thu được là muối Rosel có tính năng biến âm thanh thành điện chỉ cần lấy một lớp muối này dính vào loa nhựa sẽ được micro. Cuối cùng các thiết bị trong sơ đồ đã được hoàn thành và họ đã có được chiếc điện thoại di động đầu tiên. Cả lũ đang phấn khởi vì cuối cùng cũng xong việc thì cô Hoa Cư mới hỏi một câu khiến cả lũ ngớ người. Điện thoại làm mỗi một cái gọi cho ai? Thế là cả lũ lại lẻ lưỡi đi làm nốt cái thứ hai. Sau khi hoàn thành, Sen Cư nối dây từ làng đến đài quan sát và để Chrome là người đầu tiên thực hiện cuộc gọi. Thấy thế, thế Ginro bèn gợi ý cho cậu nói gì đó ngọt ngào bởi đầu dây bên kia chính là Ruri nên là hãy lựa lời mà nói nhé. Thế là Chrome gào lên. Hãy đến ngay đồ chơi công nghệ Seven để mua tai nghe One Audio A70 Tai nghe over ear pin trâu nhất dưới 1 triệu đồng Đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới Chất âm hay chuẩn DJ với nhịp bầy sống động Nhưng vẫn giữ được độ trong của giọng ca sĩ Với thời lượng lên đến 72 tiếng Bạn có thể nghe nhạc liên tục trong 3 ngày Hoặc lác đác thôi trong cả tuần Đã thế lại còn có đệm tài mềm êm Đeo lâu không sợ mỏi Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng Đặc biệt từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 7, người xem của hệ thống kênh The Reviewer khi mua tai nghe One Audio A70 trên Shopee sẽ được tặng đồng hồ báo thức QPET TV màn hình LED kiêm đèn ngủ đến ngay đồ chơi công nghệ Seven thôi. À và cả khoa học Never Die. Thế là Ruri bảo ê điện thoại giống cái loa ghê. Ủa khoan. Làm sao mà Ruri lại biết về loa cái chứ? Tôi thắc mắc và cả Sen cư cũng vậy. Thế là cô giải thích nó có trong 100 câu chuyện của tiền nhân, cụ thể là chuyện thứ 14, nói về một chú ong biết nói có nickname là loa. Chú đốt vào một cái bia mộ, rồi phát ra giọng của người đã khuất đó. Nghe sơ thì cứ như câu chuyện tào lao, nhưng rõ là bố Sen cư thì thông minh hơn thế. Gen phát hiện khi ghép 1 và 4 theo tiếng Nhật lại thì sẽ có được chữ IC tức là đá và khi tách ra sẽ được ngày sinh nhật của Sen cư. Sen cư liền đoán trong mộ không chỉ có hai cốt. Thế là cả lũ kéo đến khu nghĩa trang ở dưới bia đá Senku phát hiện ra một viên nhộng thời gian bọc bởi bê tông. Bên trong là một vật thể hình tròn được bảo vệ bởi một lớp nhôm. Sau khi rửa nó bằng dung dịch axit Chlorhydric họ thu được một chiếc đĩa ghi âm handmade, thứ mà chắc chắn đã ghi lại những lời nhắn của cha Senku. Khi dân làng thắc mắc làm thế nào mà một cái đít chai lại phát ra âm thanh được, thì Senku có giải thích rằng bản chất âm thanh là sự rung động. Và khi một cây kim đang rung động được dí lên đĩa, nó sẽ tạo ra những đường rãnh trên đĩa. Và khi cho chiếc kim chạy trên cái rãnh đó, thì nó sẽ rung với tần số y như cũ, phát ra những âm thanh ban đầu. Tóm lại là giờ họ cần máy phát nhạc việc chế tạo cũng khá đơn giản chỉ cần chỉnh sửa lại máy tạo kẹo bông một chút thêm cái kim để chạy trên rãnh nữa thế là họ đã có máy phát nhạc trong chiếc đĩa là tiếng của bố sen cư và món quà của ông dành cho thằng con để mở cửa trái tim của dân làng một bài hát đến từ nữ diva ly liền và các nhạc công trong tổ đội phi hành gia bài hát chính là lời khích lệ dân làng rằng hãy hợp sức để tái thiết lại thế giới này cộng thêm những điều kỳ diệu của khoa học mà sen cư đã mang đến trong những ngày qua khiến ai nấy đều hừng hực khí thế đây chính là thứ âm nhạc của một thời đại văn minh đã qua nhưng nó cũng chỉ là một mẩu nhỏ xíu thuộc văn minh nhân loại sen cư hứa sẽ mang tất cả trở lại cho mọi người sau khi đánh bại được vương quốc của zukasa và giải thoát toàn bộ nhân loại khỏi thạch hóa Giờ thì mọi người đã quá là tín nhiệm Senku rồi Chắc chắn là họ sẽ sát cánh cùng cậu trong cuộc chiến sắp tới Bên Tsukasa bây giờ cũng chuẩn bị quân lực gần xong Và có cho mình nhiều chiến binh mạnh mẽ Vậy phải làm gì để chiến thắng đế chế sức mạnh này đây? Câu trả lời nằm trong thức ăn đóng hộp Hôm sau Senku triệu tập mọi người lại Để thông báo cụ thể về kế hoạch biến món ăn ngon nhất ramen thành thực phẩm thời chiến thay vì chan nước dùng và ăn như bình thường thì họ sẽ phải đem đi ủ đông kết thúc quá trình này họ sẽ thu được ramen đông lại thế là đỡ phải đẩy cả xe mì theo tiểu độ nghe ý tưởng này quen không đúng vậy đó chính là khởi nguồn của mì tôm tiếp theo đó họ mang toàn bộ chỗ mì này đi sấy sấy bằng máy sấy ư không khi thực phẩm bị đông lạnh thì nước bên trong sẽ hóa băng nếu đặt chúng trong môi trường chân không thì đám băng trong đó sẽ hóa thành dạng hơi mà bay ra ngoài phần thực phẩm còn lại sẽ trở nên khô cứng và nhẹ và để chuẩn bị cho quá trình xấy độc lạ đó, Senku cùng Chrome và lão Kaseki đã chế tác ra máy đông lạnh khô, một sản phẩm kết tinh từ những công cụ mà Senku từng thiết kế và thế là họ đã có ramen thời chiến AKA mì ly thời tiền sử. Chiều hôm đó khi mấy đứa trẻ nghe lại bài hát của Lilian, Gen đã nảy ra một ý tưởng và ngay trong đêm cậu đến tìm Senku để thảo luận. Theo lời của Gen thì thứ gắn kết đế chế sức mạnh là cái uy của Tsukasa Chỉ cần có ai đó có sức hút bằng hoặc hơn thì đế chế sẽ lung lay rất nhanh Cụ thể là ly liền và chính Gen sẽ giả giọng cô ấy Ừ thì Gen không thể nào giả giọng Diva giống y hệt được Nhưng nhờ cái thiết bị điện thoại thô sơ cùng đĩa game mà họ đang có Thì bè lũ tìm địch kiểu gì cũng bị lừa Khi đó Gen sẽ mõm luôn là Mỹ đã phục hưng xong và đang sang hỗ trợ Nhật Để khiến lòng quân lung lạc, nổi ý chống đối Tsukasa không cần đánh cũng thắng, thấy kế sách này cũng đạt 10 tỷ điểm, Senku đồng ý luôn. Chrome vô ý ngay thấy cuộc điện thoại cũng xung phong tham gia, ngày hôm sau cả đám bắt tay ngay vào việc luôn để có thể mở đường cho Chrome. Gen và Magma mang hàng nóng đến cho tai dư tuy nhiên phải làm sao để vượt qua Homura đã. Sau khi nghiêm túc bàn luận về đối sách, Senku đã quyết định thực hiện kế dương đông kích tây, vũ khí lần này được sử dụng là một quả bom âm thanh được chế ra. Sau quá trình cho điện chạy qua nước để tách ion oxy và ion hydro rồi cho khí ga tổng hợp từ đó chứa trong bảng quang hiêu và khi Senku và Ginro cho nổ mấy quả bom này, âm thanh lớn sẽ thu hút sự chú ý của Homura. Ngay khi cô ả quay đầu, nhóm của Chrome có thể nhân lúc này mà thẳng tiến. Từ bây giờ cuộc chiến thạch giới chính thức bắt đầu, đúng như kế hoạch. Sau tiếng nổ, Homura vội vàng chạy đi kiểm tra. Vì thế mà cô ả bị Suika phát hiện và báo cho cô Haku biết. Ngay lập tức cô Haku lao đến bắt sống cô ta Tuy nhiên Homura không dễ gì mà bị đánh bại nên mãi cô cư vẫn chưa hạ được. Ít nhất là cho đến khi Khứa Senku xuất hiện với con hàng nóng đèn nhấp nháy khiến Homura chói mắt và rụng xuống giữa vòng vây của mọi người. À nhân tiện nếu bạn tò mò về cách làm bóng đèn nhấp nháy thì công thức có ngay này. Đầu tiên là đun sôi nước biển để thu được nước muối, sau đó tiến hành điện phân nước muối và kết quả thu được sẽ là nam châm cuối cùng cho nó vào bóng đèn là xong trở lại với tình hình bắt giữ homura cô ta vẫn chưa bị bắt vì vốn là một vận động viên thể dục dụng cụ nên cô bắc cua khắp nơi dẻo dai né tránh tất cả mọi người và cô nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của ba khứa gen magma và chrome sau một hồi ngẫm nghĩ homura nhận ra âm mưu của vương quốc khoa học vội vàng trở về thông báo khi di chuyển không quên giấu mùi khiến chó của Suika chẳng thể nào dò ra được nếu cứ để Homura di chuyển như vậy có thể vụ điện thoại sẽ bại lộ nhưng không sao vì trong khi ghi Homura xuống đất Senku đã bôi bột đá Shellit lên người cô ta giờ cứ dùng đèn tiêu UV mà lần theo dấu vết thôi trong lúc truy vết cô Haku hỏi ý Senku về việc trừ khử luôn Homura vì vốn cô ta quá khó bắt mà cô Haku lại còn phải nương tay nhưng Senku đã hứa với Ruri rằng sẽ để cuộc chiến kết thúc mà không phải đổ máu và cậu cũng không muốn cô Haku phải giết người, mà cậu sẽ tận dụng thứ vũ khí của riêng mình, vũ khí trao đổi thông tin ở một nơi xa hơn. Nhóm của Chrome đang setup điện thoại thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ với một hồi chuông duy nhất. Gen liền đoán được ngay, mọi người nhá máy để báo rằng Homura đã phát ra kế hoạch thông qua mã Moss bằng tiếng chuông, Gen và Senku trao đổi thư tín cho nhau. Bằng cách đó, họ không bị lộ ra là đang mang theo điện thoại. Vừa thông tin được cho nhau để tạo thế gọng kìm bắt Homura khi Homura bắt kịp nhóm gen, cô ta thấy Chrome đang loay hoay trên ngọn cây với cái anten và liền nghi ngờ thứ magma mang chính là điện thoại. cô ả vội vàng leo lên ngọn cây để trách lại, thì mới vỡ ra đó chỉ là anten giả. ngay khi thấy Homura sập bẫy, Kinro và magma đốn luôn cái cây xuống, khiến cô mất thăng bằng mà rơi theo cái cây đổ. cứ tưởng ngòm luôn rồi thì cô Hakur xuất hiện, kịp thời tóm gọn cô ả. vậy là Homura đã bị loại, hai nhóm lại chia ra, nhóm của Senku áp giải Homura. Nhóm của Gen tiếp tục lên đường hành quân, sau vài ngày, cuối cùng nhóm của Gen cũng đến gần được đế chế sức mạnh. Ở đây có vô số bức tượng người được đánh số thứ tự chờ hồi sinh. Dựa theo những con số ở đây thì ước tính quân của đế chế sức mạnh có 32 người. Magma đến đây đề xuất sẽ đập nát bét mớ tượng kia đi, khiến Gen hú hồn vội ngăn lại vì sợ giết người bừa bãi lung tung. Cả đám cứ thế đi đến nơi để set up cái điện thoại. Đó chính là ngôi mộ giả của Senku cư. Chả là năm xưa khi chia tay, Taiju và Yuzuriha đã làm một cái bia mộ tưởng niệm, vừa che mắt Tsukasa, vừa là chỗ hẹn trước để liên lạc sau này. Chỉ ngặt một cái là phía Tsukasa có một nhân tố sở hữu đôi tai siêu thính. May là nhóm Chrome kịp thời lắp điện thoại. Còn không may là tên tai thính đã phát hiện ra ba đứa và truy đuổi. Tay này tên là Yukio, từng là chuyên viên Sona cho tàu ngầm nên có thể luyện được một đôi tài siêu thính hắn lùa cả ba vào một bãi bụi rậm ở đây nhúc nhích phát ra tiếng cái là ăn tên ngay với đầu óc cơ bản của mình magma nảy ra ý tưởng cho chrome là tiên phong kiêm lá chắn chặn tên để anh ta có thể xác định vị trí của địch rồi tung một cú nốc ao luôn thế là hai khứa cãi nhau ỏm của tỏ hết cả lên nhưng nhớ thế mà chrome nảy ra một sáng kiến táo bạn tận dụng viên pin định mang cho tay dư nhưng không được chrome biến nó thành một vật dẫn nhiệt mồi lửa và đốt cây lá cành tạo màn khói che khuất tầm nhìn của yukio -Oh! rồi cậu và Magma chạy ra hét bừa lên để gây nhiễu loạn âm thanh tạo điều kiện cho Gen trốn thoát thành công nhưng magma và chrome thì lại bị yukio ép góc cơ mà thấy có vẻ tên này muốn bắt sống chứ không muốn giết nên chrome lại dương cớ trắng đầu hàng để magma trốn thoát hôm sau tai dư và yuzuriha đến ngôi mộ giả và thấy chiếc điện thoại được giấu kỹ dưới đất sau 2 năm những người bạn thân mới nối lại liên lạc nhưng mà khóc lóc ít thôi lại có job đây này tai dư và yuzuriha giờ phải lôi kéo một người trong vương quốc tsukasa đến nghe điện thoại để không phải lấn cấn trong lòng tai dư muốn sen cư xác nhận rằng hướng sen cư chọn sẽ là cách ít đổ máu nhất có thể khi nghe sen cư còn phơm chắc nịch Taiju đặt chọn niềm tin và không thắc mắc gì thêm. Đối tượng mà Taiju và Yuzuriha chọn là Nikki Hanada, người phụ trách việc giám sát hai người bọn họ. Kế hoạch của Senku và Gen là bịp bà chị này, rằng nữ diva liền đang ở đây. Senku giả vờ là thông dịch viên, bảo rằng nước Mỹ đã phục hưng và đang sang chợ giúp Nhật. Cơ mà ai rẻ, Nikki lại là fan cuồng của liền nên muốn cô này tin thì phải trả lời đúng mấy câu hỏi này đã. Câu thứ nhất Nikki muốn hỏi là số CD đã bán ra của liền là bao nhiêu? Sen cư bắt đầu phân tích toàn bộ nào là doanh thu, tour, diễn, live show các thứ lầm nhầm xong cậu trả lời là khoảng 60 triệu bảng và câu trả lời đó đúng câu thứ hai của Nicky là số đo ba vòng của idol là bao nhiêu thôi xong quả này có như endgame game tại đây luôn người khác thì sẽ nghĩ thế nhưng sen cư thì lại tiếp tục tính nhẩm. cậu nhớ lại bức ảnh mà ông bô từng gửi khi chụp chung với các thành viên trong đoàn lên tàu vũ trụ hồi đó tính toán tỷ lệ các thứ xong cư đưa ra câu trả lời là 88, 65, 85 Nhưng mà câu trả lời này chật tất Và idol thế giới sẽ chả bao giờ trả lời câu hỏi này Thế là Nikki phát hiện ra cả lũ là giả mạo Sợ cô bỏ đi đánh động Tsukasa Senku vội mở luôn bản nhạc của nữ diva. Đây là hy vọng cuối cùng để họ có thể lừa được Nikki. Dĩ nhiên là giọng hát quá idol thì Nikki trả lẫn vào đâu được. Cô bắt đầu "Is Yesterday Once More" các thứ. Nikki nói luôn với Senku rằng cô biết idol của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô hỏi Senku rằng liệu cậu có thể phục dựng lại tất cả những tác phẩm khác hay không. Senku không thể, nhưng điều cậu có thể làm là bảo vệ thật tốt bản nhạc cuối cùng này. Nhưng như vậy cũng là đủ để Nikki đổi phe Với tư cách là người đầu tiên đớp mồi Kiêm ly liền con Nikki thấy rằng thủ đoạn giả giọng này chỉ chính xác ở mức 55% Vậy nên bà chị sẽ huấn luyện cho Gen Đến khi nào bịp được chuẩn bài thì thôi Nikki cũng cảnh báo rằng dưới chứng Tsukasa Còn rất nhiều quái nhân Đặc biệt là với Yukio, người có thính lực siêu phàm Thì chả thể nào bị đánh lừa bởi cái bản ghi âm Và giọng nhái nửa vời được Magma thì giờ về tới và báo tin rằng Chrome đã bị bắt giữ Thế là cả lũ bèn lên kế hoạch Vì Homura đã bị bắt nên địch sẽ hoàn toàn mù mờ thông tin Toàn quân mà có dựng trại ngay sát vách đế chế sức mạnh thì cũng không sao Khi ấy việc cứu Chrome cũng trở nên dễ dàng hơn Vấn đề phát sinh bây giờ là có quá nhiều đồ đạc cầm theo trong khi sức người thì có hạn Và thế là Senku nhờ lão Kaseki làm cho cái bánh xe Senku muốn chế xe bò hay xe kéo ư? Không thật ra là cậu muốn chế ô tô sau khi nghiên cứu thiết kế các kiểu sen quyết định sử dụng động cơ dao động cho ô tô này của mình đầu tiên cậu cho mật ong và nước nóng đun sôi đến khi đông cứng lại sẽ có được sáp ong gia công nó bằng máy tiện để có hình dạng mong muốn nhưng sáp ong thì liên quan gì nó sẽ là khuôn để đổ đồng thau nóng vào tạo ra các linh kiện phục vụ cho động cơ ô tô với một cái lò sưởi họ dễ dàng tạo ra hơi nước thêm vài bộ phận lão kaseki vừa chế phía dưới thì gắn thêm cái đĩa quay thế là khi lò hoạt động hơi nước sẽ khiến đĩa quay quay liên tục đó chính là động cơ hơi nước trong khi mọi người chế cháo vui vẻ Thì Chrome trong trại giam gào mồm lên Bảo bố mày là tể tướng khoa học Cánh tay phải của vương quốc sen cư Bố mày có thể đổi màu lửa các kiểu Tsukasa cho người treo Chrome gần thác nước để tra hỏi cho nó mát rồi offer Chrome phản bội sen cư Đổi lại thì sẽ tha mạng cho dân làng Chrome từ chối thẳng thừng Thế là cậu bắt đầu di chuyển với gia tốc 9,8m trên dây bình Nhưng giữa chừng thì Tsukasa đổi ý Yukio liền bắn tên găm Chrome vào cái cây gần đó Giờ không thể khai thác được gì từ Chrome Nên Tsukasa quay sang hỏi dò Yukio Chrome cứ nghĩ phe này cả lũ chết chùm Nhưng mà Yukio lại khai man Bảo rằng bắt được Chrome một mình gần hang nước hồi sinh Dường như khứa này cũng đang có âm mưu gì đó cho riêng mình Chrome sau đó được đưa đến căn biệt thự bên hồ có bảo vệ canh gác Trở lại với các dân chơi khoa học Các trang thiết bị của con xe đã xong Họ đã có động cơ hơi nước phiên bản nguyên thủy Tuy nhiên bánh xe bằng gỗ mà chạy đường gồ ghề thì dễ bị sóc Sẽ làm hư hại đồ đạc Sen cư bèn tính đến chuyện làm lốp bánh xe bằng mây che đan Vậy là họ đã hoàn thiện con ô tô đầu tiên, đặt tên là khỉ đột. Senku yêu cầu tất cả chất đầu lên xe để sẵn sàng di chuyển thì một ông cụ đại diện cho hội phụ lão đến bắt chuyện bảo rằng họ hiểu rằng khỉ đột thực chất là để giúp họ di chuyển chứ bọn trẻ thì cần gì nhưng họ không muốn lên tiền tuyến làm gánh nặng tiềm năng nên họ muốn ở lại hậu phương giữ nhà sen cư cùng tụi thanh niên sau đó lên đường họ đóng quân cách thủ phủ đế chế Tsukasa không quá xa đủ để cô cư dùng kính thiên văn xác định vị trí của Chrome nhưng soi mãi chả thấy gì chỉ thấy sư trong dạng dưa hấu lăn tưng tưng về phía đồn địch sư quyết tìm ra nơi giam Chrome tuy nhiên tìm mãi miết vẫn chẳng thấy đâu cho đến khi Chrome ré lên chó hết cả tai xác định được tọa độ vị trí của ông anh suika liền tốc chạy về làng báo cáo sen cư liền lên kế hoạch tấn công trực tiếp giải cứu bạn mình để đảm bảo một đi là thắng đã đánh là tan hoàng sen cư liền đề xuất cải tạo khỉ đột thành ngộ không biến nó thành xe tăng cơ mà bọc sắt thép thì vừa lâu vừa nặng nề vừa khó di chuyển nên họ dùng giấy đúng rồi bạn không nghe nhầm đâu dùng giấy đấy đầu tiên họ sẽ đi thu gom cỏ rồi đem phần lớn đi đun với naoh để phân rã ra sau khi cỏ trong nồi quánh lại thì đem đi rửa, nén, phơi khô Thế là họ có giấy Ghép nhiều tấm giấy lại rồi dán chúng lên một khuôn Giống cửa trượt shoji Sau đó làm nóng nó bằng sắt Thế là đã có một cái khiên giấy Nhưng mà nhìn nó vẫn cứ mỏng manh vai Mấy chiến binh như Kinro nhìn đã thấy nghi ngờ Khiên như này thì có mà đâm nhẹ cái đã thủng Thế là xanh kêu cậu là thử luôn đấy Đâm mạnh vào. Mà. Màn so kẻo giữa khiên giấy và giáo đá bắt đầu Trước sự bất ngờ của mọi người Cây giáo của Kinro vỡ vụn khi đâm vào khiên Cơ mà sen cư cũng bị đâm tê điếng người nên một lúc sau mới giải thích được Rằng thứ hồ dán giữa tờ giấy chính là nhựa được làm nóng chảy Sự mềm mại của giấy và sự cứng cáp của nhựa khi kết hợp Sẽ tạo ra nhựa sợi carbon Thứ nguyên liệu siêu nhẹ, siêu vững chãi hạng SS Chuyên dùng để chế tạo xe đua công thức một cũng như là tên lửa khi đắp nó lên khỉ đột hơi nước thêm vào đó là động cơ đôi tác động kép và bánh lái trước to thì khỉ đột sẽ tiến hóa thành siêu tăng khỉ đột cơ mà con xe này là hàng dùng một lần thôi vì tông vào một lần là kiểu gì kẻ đấy cũng nghĩ ra cách để đối phó trong khi ấy ở đại bản doanh của đế chế sức mạnh Zukasa chưa biết sen cư sẽ chế được gì nhưng cứ sẽ đắp hố trông trước nhà tù cho chắc đồng thời xếp cho yo một cựu cảnh sát làm giám ngục để chrome càng không có cơ hội trốn thoát nhưng chrome dĩ nhiên không chịu ngồi yên chấp nhận số phận cậu xin đi vệ sinh để tranh thủ vơ vét linh tinh tìm gì đó hữu ích dù chrome đã hốt rất nhiệt tình nhưng lại chỉ vớ được toàn cỏ dại với mấy cành cây khô nguyên liệu đa còn trả đủ để đánh lừa cứ tưởng là nâu no hốp rồi thì tối hôm đó có một người lạ mặt quẳng cho chrome viên pin khoa học như vớ được vàng chrome bắt đầu động não chợt cậu nhớ về cái lần sen cư dùng điện phân nước để tạo ra natri hydroxit một loại chất lỏng có công dụng phân rã xác chết thế là chrome bèn thử làm theo hy vọng nó sẽ ăn mòn được xong cửa cơ mà thiếu nước muối nên là chrome sẽ squat để lấy mồ hôi ra thay sau một đêm tập to cả mông chrome đã kiếm được một cốc mồ hôi đầy nhân lúc đám lính còn đang say giấc cậu cho điện phân mồ hôi tạo ra một dung dịch giúp phân rã dây buộc cửa tù phá được cổng sau của nhà ngục sau đó cậu lao tới tấn công bất ngờ mấy tên lính rồi hét toáng lên là trong đây có gấu để lôi kéo đám lính canh ở cổng chính còn cậu phóng qua hố trông ở cửa sau mà bỏ trốn tên vô vội đuổi theo chrome dí cậu ra tận tới bờ thác nước được ăn cả ngã về tù chrome quay lại chống trả nhưng bị vô đập một phát thẳng giao diện bất ngờ sau đó đó chrome ho sặc sụa ho dai dẳng ho phụt cả ra máu ha ha ta bị lao phổi đấy để ta ho mấy con lao qua người mày nhé nó rồi chrome ho khục khặc khiến vô sợ vãi cục rồi chrome bất ngờ đốn hạ vô lẫn thằng em vô rồi bỏ đi sau đó cậu được cô ha cư đón và đưa về đại bản doanh mọi người ai nấy đều phấn khởi khen cô cậu này khá phết cu này cũng hào hứng kể chuyện vượt ngục ngầu phết đang oai oai hùng hùng thì ông thần sen cư phá ngang giải thích thứ mà chrome điện phân tạo ra thực ra là dung dịch tẩy rửa nên nó vẫn là một loại kiềm mạnh và ăn mòn được những thứ dây thô sơ còn cái đống máu mà chrome thổ ra thực chất chỉ là tía tô trộn với chua me đất vì không cần phải cứu chrome nữa kế hoạch tiến công của vương quốc khoa học sẽ có sự thay đổi mục tiêu bây giờ sẽ là hang hồi sinh nơi chứa axit nitric nếu làm chủ được nơi đây thì vừa có thể ngăn Tsukasa gia tăng quân lực vừa có nguồn cung nguyên liệu chế thuốc súng. Vấn đề nan giải bây giờ là lực lượng của hai bên quá tranh lệch và chỉ có thể giải quyết được vấn đề này nếu nhóm của Tai thành công và họ thành công thật. Kế hoạch giả giọng của Nikki đã lôi kéo được không ít người bên phe Tsukasa. Nhưng đang vui thì Yukio bất ngờ xuất hiện và đòi nghe điện thoại, đấm nhau trực diện với cánh tay trái của Tsukasa để có mà điên, nên họ chỉ có thể hy vọng là đã lừa được cậu. Và thành bại của cả đám thì phụ thuộc hết vào khoảnh khắc này. Cơ mà ngay từ câu đầu tiên là Yukio đã biết tổng cậu lật tẩy trò lừa đảo của cả bọn trong phút chốc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Yukio -Oh đã dùng tiếng Anh để nói chuyện, chắc chắn là vì cậu không muốn mọi người xung quanh biết được những gì cậu nói. Lúc này, Gen nhớ lại lúc trước khi bị Yukio -Oh phát hiện, cậu ta không hề quay về báo cáo với Tsukasa mà chỉ bám dịt lấy cả bọn. Thế là Sen -cư liền suy nghĩ ra ngay ai đã là người ném viên pin cho Chrome, người đó không ai khác ngoài Yukio. -Oh. Nhưng cậu ta chưa hẳn đã đứng về phe vương quốc khoa học Sở dĩ Yukio muốn nói chuyện với Senku là để xem cậu là người thế nào Trước đó Yukio đã phát hiện ra nhiệm vụ tối mật mà Senku giao cho Yuzuriha Là ghép lại tất cả những bức tượng đá mà Tsukasa đã phá vỡ trước đây Yukio đã rất ấn tượng với nỗ lực giải cứu nhân loại của họ Và cậu hứa sẽ theo phe Senku với một điều kiện là đừng để cho ai phải chết Vì cậu không muốn có thêm bất cứ người nào bỏ mạng nữa Senku đồng ý luôn Sau khi đã nói chuyện với Senku Yukio càng chắc chắn rằng Những người đi cùng Hyoga lần trước thiệt mạng không phải là do Senku như lời Hyoga đã nói Mà chính là do Hyoga hại Yukio cảnh báo mọi người về Hyoga Và nói rằng nếu muốn một cuộc chiến không đổ máu Thì không thể chần chừ thêm nữa Senku giờ cũng đã có được xe tăng Mà xe tăng thì phải có pháo Cơ chế của pháo cũng khá đơn giản Senku tận dụng lượng oxy và hydro sinh ra trong quá trình điện phân để làm nở điện nổ Khi nó đạt giới hạn thì sẽ tạo ra một lực đủ để bắn viên đạn ra ngoài cơ mà cũng chỉ bắn được một phát thôi rồi tịt chủ yếu là để làm mất tinh thần đối thủ sau khi pháo nổ toàn bộ lực lượng của vương quốc khoa học sẽ dồn lên tấn công trong khi đó ở phía bên kia yo bỏ trốn vì sợ tsukasa của trách khiến tsukasa lại tưởng tay này hy sinh trong nhiệm vụ cậu đến chỗ mộ sen cư để chôn đi di vật của yo thì lại phát hiện ra cái điện thoại được giấu kín cơ mà giờ phát hiện thì muộn rồi vì sen cư đã có tất cả những gì cậu cần tai và yuzuriha cũng đã trở về với vương quốc khoa học chiến dịch cướp hang hồi sinh chính thức bắt đầu họ sẽ phải giành chiến thắng chỉ trong 20 giây kể từ khi lúc pháo nổ bởi đây là thời gian tối đa để một người bị sang chấn khi tập kích bất ngờ bên cạnh đó họ sẽ phải đảm bảo rằng không được phép làm hại bất cứ ai nếu muốn yukio trung thành với họ ngay lập tức quân đội khoa học lập tức tấn công vào vị trí của hang chứa nước hồi sinh Binh chủng pháo binh sẽ gồm gen cầm lái, chrome hỗ trợ và sen cư bắn pháo, còn lại sẽ là bộ binh đánh giáp lá cả, sen cư cho xe tăng đâm thẳng mở đường. Đồng thời bắn quả pháo được tạo ra bởi axit sulfuric, cồn, than kèm những chất khác tạo nên một vụ nổ như một quả bom thật. Cuộc tấn công bất ngờ cùng vụ nổ váng trời khiến đám lính của Tsukasa hoang mang tột độ. dư cầm chiếc khiên lao lên như Captain America ra vàng. Kohaku Ginro, Kinro và Magma thì chỉ phá hỏng vũ khí của kẻ thù là ngưng, nhóm còn lại sẽ làm công tác bắt giữ. Trong khi ấy chiếc xe tăng vẫn đang lao tới hang hồi sinh. Mỗi tội gần đến nơi thì bánh xe vỡ vụn rồi lọt hố nằm một đống. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mong đợi rồi. Bây giờ là lúc để xài con hàng khủng hơn. Chrome gắn một quả bom âm thanh ngay trước chiếc chảo đồng Magma giữ rồi kích nổ, tạo thành một quả pháo âm thanh. Hạ gục hàng loạt kẻ địch, quan sát thấy quân của Senku đang chiếm lợi thế Cô nàng phát thanh viên Minami vội báo tin cho Sukasa Nhưng bị Yukio, Nikki và nhóm làm phản chặn đường trở lại về chiến trường. Sau khi hoàn hồn, đám quân Tsukasa còn lại bắt đầu tổ chức phản công. Đôi lúc ấy thì Tai Dư xuất hiện hít một hơi thật sâu, hét thẳng vào cái chảo đồng đã được dơ lên bởi Chrome và Senku. Thế là pháo âm thanh chạy cơm, quật cho một đám nằm im thin thít. Sau đúng 20 giây như kế hoạch, chiến thắng hoàn toàn thuộc về Vương quốc khoa học. Họ đã thành công chiếm được hang hồi sinh. Vậy là đã có axit nitric để chế tạo thuốc súng nhưng chưa kịp tiến hành thì Hyoga và Tsukasa đã đến. Yukio đã sớm nghe được âm thanh di chuyển của họ, nhưng chưa kịp báo tin thì đã bị một cây giáo phóng đến đả thương. Đã thế còn va chạm với Senku làm toang luôn bình chứa nguyên liệu đối với mặt với hai con quái vật trong lốt người này thì số lượng áp đảo cũng không có ý nghĩa lắm. Đến khi đám lính của Tsukasa đến thì cả lũ chính thức tiêu tùng luôn kế hoạch giả giọng Lilyan liền cũng đã bị phát giác nhóm sen cư giờ đã quá bất lợi hyoga bảo rằng cậu có thể tự sát để đổi lấy mạng sống của đám còn lại nhưng sen cư chả đời nào đồng ý xung quanh cậu là những người bạn và những người đồng minh đáng tin cậy cậu tin rằng cục diện trận chiến vẫn có thể xoay chuyển được đội chiến đấu sẽ ra sức cầm chân hyoga và tsukasa còn nhóm khoa học thì lao vào hang chế thuốc súng đây là thời điểm quyết định mạng sống của cả lũ đúng như dự đoán hai tên quái nhân kia áp đảo cả đám chiến binh làng ishigami pháo âm thanh của tai dư cũng bị tsukasa phá được ở trong hang senku cũng đang rất vội trong khi chrome đang tìm cách gom thêm nguyên liệu thì cậu cùng gen tiến hành trộn axit nitric và axit uric để cho ra ure nitrat dùng thứ ấy không phải là thứ phù hợp để làm vũ khí nhưng mà thôi méo mó có hơn không nhưng để có được axit uric chất lượng tốt để tạo ra tinh thể thì có lẽ là họ cần nhân phẩm nhưng mà khổ cái là số sen cư vốn đã đen sẵn Trở lại với tình hình chiến sự bên ngoài, nhóm Ishigami vẫn đang chật vật cầm chân Tsukasa và Hyoga. Họ vẫn đặt hết niềm tin vào khoa học của Senku, và rồi Senku đã không phụ lòng họ. Một chiếc máy bay giấy bay ra từ trong hang, khoảnh khắc nó đâm vào vật cản. Một vụ nổ kinh hoàng được tạo ra, làm cho tất cả sợ đơ cả người. Rốt cuộc thì Senku đang làm cái điếu gì vậy? Sau khi thất bại trong việc chế tạo ra Ure Nitrat, Senku bắt đầu chuyển hướng sang làm một thứ khác. Và thứ ấy cần axit Sulfuric để làm và tình cờ Chrome lại vừa sách tới một ít axit sulfuric mà cậu vét từ bên trong chai thủy tinh của quả pháo. Bằng cách nitrat hóa glycerol có trong bánh xà phòng với axit nitric, Senker đã có được nitroglycerin, thứ chất nổ chứ danh đã mang lại tên tuổi và sự giàu có cho Nobel, mạnh gấp nhiều lần thuốc nổ truyền thống khi Yukio trở lại. Đầu mũi tên của cậu đã nhúng nitroglycerin nhắm thẳng vào bất cứ kẻ nào dám nhúc nhích. Cục diện chiến tranh đã bị đảo ngược. Đám lính của Tsukasa hạ vũ khí đầu hàng nhưng nếu dùng thứ chất nổ này ở cự ly gần thì đúng là đồng quy vô tận nên senku lại đề xuất thỏa thuận với tsukasa senku hiểu rằng tsukasa căm thủ tư bản nhưng lại từng một thời đi đấu võ khắp nơi kiếm tiền cho chúng chắc hẳn phải có lý do và lý do chính là em gái của tsukasa cô bé sống thực vật đã lâu và cần rất nhiều tiền để duy trì đến nỗi gia đình lẫn bác sĩ đều khuyên nên bỏ cuộc chỉ còn mỗi tsukasa miệt mài kiếm tiền vậy nên thỏa thuận mà senku muốn đưa ra là cậu sẽ sử dụng thứ nước hồi sinh để chữa trị cho em gái Tsukasa, cơ hội cũng chỉ là 50/50, -50. đổi lại là một hiệp định đình chiến giữa hai bên. Tsukasa mèn đồng ý, chiến tranh tạm thời kết thúc và không có một thương vong nào. Sau khi bào chế xong nước hồi sinh, Mọi người cùng nhau đi đến nơi em gái Tsukasa đang nằm trên đường đi. Tsukasa đặt câu hỏi rằng khi Senku hoàn tất việc thức tỉnh tất cả mọi người thì liệu tài nguyên ở thạch giới này có đủ hay không? Bị đè nặng bởi điều đó, nên Tsukasa muốn tạo nên một thế giới đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Cậu quyết định trở thành ác quỷ gánh mọi tội lỗi. Sau khi xác định được vị trí bệnh viện nơi cô bé từng chữa trị, Senku cho nổ bom để đào cho nhanh. Tượng nào cứng thì còn mà cái nào vỡ thì đánh nhớ Yuzuriha thôi. Sau khi đào bới cả ngày, cuối cùng cũng tìm ra được em gái của Tsukasa. Mirai Mọi người đều cầu mong cho cô bé được chữa lành bệnh trong quá trình giã đá Giống cách mà Senku được chữa cái cổ gãy và rồi khi lớp đá vỡ ra Mirai đã được hồi sinh Cô bé có thể đi đứng và nói năng bình thường Hai anh em Tsukasa cảm xúc vỡ hòa Chính cô Haku là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của Tsukasa Vì chính cô cũng đã từng gánh nước mấy chục cây số mỗi ngày Mong cứu được chị gái Công việc đã xong Mọi người lục đục ra về Nhưng khi kiểm kê lại số thuốc nổ Chrome phát hiện ra số lượng không khớp Nếu có người đến trộm thì chắc chắn Yukio sẽ phát hiện ra mà đủ khả năng vượt qua thính giác của cậu thì chỉ có một người trong khi đó suika phát hiện homura đã vượt ngục đêm trước đó yo mò theo tung tích của chrome đã đến được nơi cắm trại giải cứu cho homura nhờ thế mà cô ta đã xâm nhập đánh cắp thuốc nổ đánh sập hàng hồi sinh trong sự ngỡ ngàng của senku và đồng đội cơ mà homura trung thành với ai bạn nhớ không đó chính là hyoga senku vội vàng đến ngay vị trí của hai anh em nhà tsukasa để cảnh báo đúng lúc hyoga lật bài tấn công mirai khiến tsukasa không kịp nghĩ ngợi lấy thân che chắn cho em gái rồi bị Hyoga hất rơi xuống thác. Senku cố gắng tóm lấy Tsukasa nhưng thấy có người đến, Hyoga đánh cho Senku rơi nốt rồi hắn cũng nhảy xuống theo. Cô Haku toàn lao xuống cứu nhưng bố cô đã ngăn lại vì nước chảy quá xiết. Ba người kia trôi giạt đến một bãi đất ở hạ nguồn đúng như tính toán của Hyoga. Hắn cho rằng Tsukasa khó lòng qua khỏi khi bị dính đòn và bắt đầu nói chuyện với Senku. Hyoga vốn có chung quan điểm với Tsukasa về việc tạo ra một thế giới mới Nhưng khác ở chỗ hắn chỉ muốn tái sinh những nhân tố ưu việt Còn những kẻ thấp kém thì không đáng sống Hyoga muốn sen cư phục vụ cho hắn trong thế giới đó nếu đồng ý thì họ sẽ là cặp bài trùng mạnh nhất Còn không thì cậu sẽ phải bị trừ khử Sen dĩ nhiên là chê Cậu lấy đá ném về hướng Hyoga Ẩn trong đám đó có những con chim bị hóa thạch vừa được cậu giải thoát Trong một giây Hyoga sao nhãng Tsukasa bật dậy tấn công tên phản bội Cậu cố đánh với Hyoga để câu giờ Còn Senku rắc thuốc súng xung quanh Và khi Hyoga rơi vào cái bẫy ấy thì châm lửa thiêu hắn Nhưng Hyoga đâu có dễ sơ như vậy Hắn lấy áo choàng xoay vòng để dập lửa Rồi lao tới đâm Senku một giáo Bất chấp lời cảnh báo của cậu rằng sẽ hạ hắn bằng một ngón tay Và cậu đã thành công chứng minh lời mình nói Nhờ có tấm pin mangan mà cậu lấy từ trong điện thoại Mà Senku đã giữ lại được một mạng Nhưng nó không chỉ cản ngọn giáo của Hyoga Mà bằng cách cuốn dây mảnh từ của điện thoại để tạo thành cuộn rồi nối vào pin nó còn tạo ra một máy biến áp việt sắp thì là súng điện trong lúc Tsukasa giữ chặt lấy cây giáo của hyoga senku kích choán một mồi điện khiến hắn đổ gục đây là lần đầu tiên sức mạnh và khoa học cùng phối hợp để chiến thắng homura định lao ra cứu chúa thì bị tổ chiến đấu khống chế thế là hyoga cùng homura bị tóm gọn và bắt giam ít nhất là cho đến khi thế giới được khôi phục để ném họ ra tòa cô ha cư cho rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng sen cư thì nghĩ khác cậu cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu bởi vương quốc khoa học bây giờ mới thực sự phát triển những người dân làng Ishigami cũng nhiệt tình giúp đỡ những người mới gia nhập. Yo sau khi thức thời thì xin một slot ở vương quốc mà Senku đang xây dựng. Do nhân công lúc nào cũng thiếu nên Yo được nhận, còn làm được đến đâu thì tính sau. Khoa học thực sự tuyệt vời khi nó có thể đưa một mangaka hóa đá trở lại. Từ đó dần dần các loại hình giải trí lần lượt được tái xuất. Nhưng sự tuyệt đối đó không có nghĩa là vô đối. Vẫn có những thứ khoa học không thể chạm tới được. Một trong số đó là sinh mệnh của con người tình hình của Tsukasa càng lúc càng tệ đi nhân lúc còn thở cậu đã liệt kê lại toàn bộ những nơi mà mình từng phá tượng Tsukasa không thể quên bất cứ người nào mà cậu từng xuống tay và cậu cố hết sức để bù đắp lại những sai lầm trước đây của mình tai dư hứa sẽ dốc hết sức mình tìm hết được những mảnh vụ và nhờ nhóm của yuzuriha lắp lại với điều kiện y tế hiện tại sen cư chỉ có thể tạo ra băng keo y tế để khép miệng vết thương của Tsukasa lại và cách chắc chắn nhất để cứu sống Tsukasa là hóa đá cậu rồi lại hồi sinh cậu nhưng họ vẫn chưa tìm ra được bí mật để hóa đá con người Vậy nên trong thời gian chờ đợi, Tsukasa phải được đưa vào trạng thái ngủ đông, áp dụng việc dùng hai máy bơm đẩy không khí qua dây để lưu chuyển nhiệt tạo ra cơ chế đóng đông. Từ đó họ có thể chế được tủ lạnh để tiết kiệm thời gian. Những trang thiết bị bên trong khỉ đột hơi nước hay điện thoại đều sẽ được tận dụng. Tsukasa nhìn nhóm Senku làm việc cùng nhau, nhớ lại những lời mà Senku từng nói, nếu trái đất không thể hỗ trợ cho 7 tỷ người thì hãy để 7 tỷ người đó cùng nhau nghĩ cách. Tsukasa từ đó cũng đặt niềm tin hoàn toàn cho Senku. Quá trình làm tủ lạnh hoàn tất. Mọi người hiểu ý mà ra ngoài Để lại không gian riêng cho Senku và Tsukasa trò chuyện Trước khi Tsukasa biến thành một que Merino lông lá Đây là lần đầu tiên Senku nói nhiều chuyện đến vậy Cậu tâm sự về mọi thứ, mọi việc, mọi người Senku cứ thế nói và nói, nói mãi không ngừng Cậu vẫn nói khi người bạn sau lưng đã im lặng từ lâu Cô bé Mirai đã hạ quyết tâm chăm sóc lại cho anh trai mình Và từ giờ, một chương mới của Vương quốc khoa học sẽ bắt đầu Senku cùng anh em sẽ đi tìm nguyên nhân khiến cho cả nhân loại hóa đá Dựa vào những lời của cha cậu và cộng sự để lại Khởi nguồn của tiêu hóa đá là ở phía bên kia bán cầu Vậy nên cậu sẽ cùng các homie ra khơi Với mục tiêu là đến được với châu Mỹ Hành trình sau đó của Senku và vương quốc khoa học sẽ đi đến đâu Mọi người hãy cùng theo dõi anime phần 3 Ricard thì từ từ sẽ có sau Và tôi còn quại Xin chào và hẹn gặp lại